Mẹ Khánh đang soạn đồ, soạn chén, soạn tô ở trong nhà để đem ra đây cho dì Hương dì sắp xếp bỏ vô trong cái tủ củi này. Cái bự để vô trong, tới cái nhỏ để ngoài. Ở đây có được một cái hộp để tô tạo chén dĩa để đồ nặng đồ này kia. Cái nào mà lâu lâu xài thì mình để vô đây. Chưa xài luôn hả mẹ? Chưa. Đây, hết rồi. Đi kia. Đồ mũ để vô sau đi. Cái cối kia nặng chết à. Vậy hả? Vậy hơn đưa hắn chậm dễ này, chậm dễ trắng.
dơ quá, dơ ngay này cửa. Ủa tắm sao? Đổ này bỏ đi. Ủa thôi, để xài rửa lại. Thôi, giờ không ai thải niệm đó nữa. Để gì chơi chặt chậu luôn. Đi. Thôi chứ. Thôi chút qua. Đổ mũ. Ủa? Giờ không ai ăn sơn á. Ôi. Cô đúng muốn mẹ mua ta. Mẹ mua cái này mua hả? Vậy đúng muốn thì ta cho nè, cái bọc bưởi này bọc cái trái bưởi này không hết à. Nó lưỡi này nó bự quá. Giờ Khánh dọn dẹp chỗ này rồi cái lấy cái hồ cá nó bị cái hồ kiến nó bị nứt, nhưng mà nó nứt theo dáng keo lại mua silicon dán lại thì xài được, thì chắc là mua silicon dán lại rồi Khánh dọn dẹp cái chỗ này luôn để mai mốt cái hiên cái bộ bàn ghế ở bên chòi á để bên này, tại vì bên đây nó sẽ rộng rãi hơn, dễ ngồi hơn. Thì mới mốt cái bàn tròn anh thợ anh chừng nào anh đóng xong mới khiêng, thì anh đóng xong bàn tròn thì làm lấy để bàn tròn lại. Chỗ này mình vừa ngồi ăn uống hay là uống trà nhiều chuyện gì đó, thì cái làm cái hồ cá bơi coi nuôi cá, anh Tân anh kêu cô cá cô nuôi hơn tôi bắt lên cho cô mấy con cá bảy màu thái hay gì đó, mà hôm nay Khánh chưa có cái hồ kiến lại chưa dán mà. Ôi đây có cây ớt nè Dương ơi, đây có cây ớt xanh nè, nhiều trái đó. Mở đẳng đi, giờ bữa hổm khiến tủ ở đây, giờ khiến tủ ngược lại đẳng bạn che cái đồ lại vậy là thấy hợp lý hơn. Bữa hổm mình cho gọn ngay là cho nó gọn lại chút nữa. Rồi kết vô qua tiền cái cây này hổng lâu lắm rồi, mẹ tầm trăm giây cho nó bò mà cuối cùng không thành công, nó bò ngoài kia chứ không bò vô nhà. Một cây một cây chậm đi. Khiên bên đây nè, cái đó vậy được rồi, đừng khiên nữa, rồi dọn dẹp đống này nữa đi.
Dọn dẹp lắm. Thiên cho rồi đi, đi chọn. Thiên cho rồi, hồi thiên cái này nó quá nặng rồi. Mày dục của mày giống đậu mày. Đất hết trơn này. Giống đậu nè, mày đó hả? Cái bên đây còn xài được mà. Hả? Cái bên đây cầm cận bình thường mà. Nước rồi bên đây anh nước cái dưới đất nè. Ê, mày hả? Không ai gặp được thằng làm hết rồi á. Gà vậy mà ngu. Còn giờ Thiên này. Ê phụ ơi. Lấy khăn đi, lấy khăn bợ đứt hết đi để qua đứt tay á, lỡ nó có bể ra cũng không sao. Chạy vô lấy khăn ra lấy mỗi người cái qua. Bợ đứt gì nè. Lỡ nó có bể cũng không sao. Kêu bước lên mắc cái chào sao mà bước
Giờ nó thịt thừa thải rồi. Nãy giờ qua trong nhà qua làm gì? Chiên tàu hủ từ nãy là chiên từ hồi chưa khiên cái nào ta? Hồi khiên cái này, hồi khiên cái tủ này, rồi khiên cái này, khiên cái này mới xong. Vậy hả? Lúc mà chiên rồi lúc mà phụ khiên mà. Chiên chèn nó chiên rồi khiên, chiên khiên làm bài gì ấy. Chuyện giờ mới xong. Chiên rồi chiên. Đậu hũ này là đậu hũ không biết của ai nha. Nhưng mà bữa hổm là anh Tân có sách lên á. Chứ mẹ lại ăn lắm. Mẹ ơi. Mỗi là anh Tân lên là đậu hũ à. Ăn đậu hũ anh Tân biết quen cái không muốn ăn đậu hũ của người khác luôn. Đang ngồi lâu sao ơi. Vậy hơn kéo ghế ra vậy hơn. Kéo kéo qua cái bên kia. Rồi vậy hơn ngồi ghế đó luôn rồi. Ăn mẹ ơi. Ăn nè ba ơi. Là nó tải ra nó phi xương rồi nó đóng thành bọc nhỉ. Nó dẻo dẻo. Ngồi cái kia đây hay ngồi cái này chứ. Bốn nhỏ cần cũng đâu có mắc 40.000 nửa ký. Nó có mỗi gì vậy? Nè mua đâu à? Mua càng. Mua bự kè. Định chiên đậu hũ ăn. Mình này có mà cái hết quá hả? Không. Dụng nó ừ. Dụng hả? Mà mấy cái chỗ bán bánh tráng. Hết xin mời ông bà cô chú anh chị cùng ăn. Dung thì ăn bánh tráng. Qua ăn hầm thánh gì hơn ăn cà hủ. Có đậu bắp nữa. Đậu bắp nãy ăn cơm còn dư nè. Vừa ăn. Cái này đâu có đậu bắp này nãy qua chiên mà. Cái gì? Phải đậu bắp luộc. Ừ thì đậu bắp này hồi sáng hay mua ăn cơm còn dư. Vừa ăn gì hơn?
mười tháng mà cô bác ăn sống ăn ha, đậu hũ nhiều chứ ha, à, với đậu bắp. Ủa mẹ rồi ta đúng nè, còn con là ăn bánh tráng ghiền tộn lâu quá không chị ba, bỏ nhiều quá dưa, bỏ nhiều sao tới dưa cay nè, làm nhân tàu quá. Ăn này ghiền mà ăn bịch cái ngân này chỉ không nổi rồi, phải ăn thêm bịch thứ hai, và bịch thứ hai ăn thêm bịch ba. Ăn nào no thôi á, nhà mình dọn dẹp cũng đỡ đỡ một chút xíu à, nhà ăn chưa xong. Còn với Phương Nam là đi đi chơi đâu cũng mua một sao bánh tán đem theo à. Ăn tán chịu ha. Đi đâu kiểu như có khi mà quên mua bánh tráng đem theo á, cái bị thèm. Thèm nhất. Ăn quen rồi. Chút nữa háo chút đôi này ra. Ví dụ như đi chơi chán rồi. Háo chút đôi này ra rồi làm thêm cái nướng sống với bên kia nữa. Ăn bánh tráng với đậu hũ được không? Chết. Ăn thử cho. Ăn được, ngon quá. Không được ăn nhiều. Ở cái muối này ăn thử. Qua chi ngon quá à. Ngon hay sao? Chi ngưỡng tắt á. Chi giòn hồi nó giòn. Chiên hai lần nó giòn. Nó giòn giòn mà nó béo. Ủa cái hồng nó làm gì nó bầm bầm tổng nó ngọt ngộ rồi ta. Nó vậy gì không? Ừ. Chứ không sao. Ừ. Mới là mình tưởng nó hư ha. Ừ. Nhưng mà ăn nó ngọt mình kiểu nó... giống như củ mì đại chỉ hay sao? Ừ, y vậy á. Có rồi chắc mình mới ra mình tưởng nó hư. Ừ. Mà ăn nó ngọt. Chắc có bà con nhầm hỏi với tới Sabo. Nhìn giống giống. Ừ. Ăn cũng giống rồi. Ừ. Mẹ ơi. Ê kiếm mẹ kìa. Hả? Gậy con chó đây hả? Kì! Vô đây nè anh. Kì! Kì! Nè! Kì! Con kì! Con sợ con chó. Con sợ con chó. Kì! Ai vô nhà thấy chó cũng sợ rồi. Cái thấy gì qua nó mừng hai ba con đi cũng được sáng nè. Chó mực khánh á. Ừ. Nó dựa 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 gì á. Sao không có hộp gà không? Sao không hộp gà. Sao bắp năng ngon ha. Mình ăn chút xíu rồi cái mình dọn nhà tiếp, mình vẫn chưa xong. Đậu hũ anh Tân ăn thấy nó béo không? Béo. Cái hậu cái gì hả? Nốt rồi á, mình cảm thấy nó béo. Rồi cái ta này bị chẻn rồi. Ăn cá đó giờ ăn chắc đó, một... là, ghê đó, đó, đâu con thấy nào như nào mà mặt xấu quá à. Ghê ghê đó đó. Cái mấy cái đầu chờ giờ á. Bị chẻn. Thấy không? Ủa sao con thấy bằng nhau tên người ta. Mấy cá mình được mấy cái gì? Còn thấy con nào mấy bụi chẻ không? Đó đó đó, cái miệng đó, cái miệng nó xấu gì ghê vậy. Nãy giờ dọn dẹp nhà cửa xong cái thèm rau câu. Bữa trước Khánh đi chợ mổ cày, Khánh có mua mấy gói rau câu về để dành. Cái bữa nay trời mưa cũng rảnh rỗi, hứng hứng rồi đổ cho cả nhà ăn.
rau câu này Khánh làm rau câu lá dứa với lại dừa, nước cốt dừa thôi. Này là nồi lá dứa nè, xanh lẹ xanh lét mà thơm phức ngon lắm. Nãy lá dứa ở nhà thôi, ở ngoài vườn. Khánh trời chưa mưa cái Khánh chạy ra ngoài Khánh cắt vô cái xay. Cái này là hai trái dừa. Rồi. Nồi kia là nồi lá dứa, nồi này là nồi nước cốt dừa nè. Đó. Rồi quậy lên đi. Béo dữ nè. Hai trái dừa mà có nhiều nước à. Rồi xong hai nồi. Giờ anh chế. Thôi đắp quẹo luôn. Y như là có cốt dừa quậy luôn ha. Ừ. Thơm dễ sợ luôn. Nước cốt dừa nó cũng thơm nữa, tại nước cốt dừa nó đậm đặc nè. Khánh khoái đổ rau câu lắm. Hồi nhỏ là Khánh đã khoái đổ rau câu rồi. Vậy con khoái đổ tư làm như cái hộp sòn. À, cái hồi trời nó nguội nguội rồi mình đổ lên tiếp vậy đó. Đó, nó hơi đặc đặc rồi đó. Nó rưới rưới vậy đẹp đó. Chừng nào nó đặc đặc cái mình mới rưới rưới nó mới nằm im. Chứ không hồi nó lan, nó chìm. Như hạt mưa vậy. Này phải có cái màu nào nữa. Hồi nhỏ là làm bánh khó chứ gỗ rau câu dễ. Khoái đâu câu lắm. Giờ làm hai giờ. Cái màu đẹp thiệt đẹp luôn. Lá dứa cũng thơm mà nước cốt dừa nó cũng thơm nữa. Vậy á. Khánh Vy cũng khoái ăn rau câu. Rau câu dễ ăn lắm. Người nào cũng khoái ăn. Mà nó thơm, mà nó béo, mà nó ngọt ngọt, mà nó giòn giòn, nó lạnh lạnh nữa. Khánh làm gì nè, cái để vô, chờ nó nguội để vô tủ lạnh. Cái chừng nào xong cái cắt ra, cắt miếng miếng vuông vuông vậy ra. Vậy cái chừng nào ăn cái mình mở tủ lạnh ra mình lấy mình ăn vậy thôi. Hồi nãy mẹ bẻ dừa xong Khánh kêu mẹ chừa lại hai trái để Khánh làm. Nhiều khi mỗi lần nhiều lần lắm vừa bẻ, khi mà chưa bẻ dừa thì dừa ở nhà nhiều mà không ai ăn. Cái tới hồi bẻ dừa vừa bẻ dừa xong cái hết dừa, hết dừa khô rồi cái muốn ăn cái kiếm trái không ra. Cái nước cốt dừa màu trắng này nè, nó nhanh đặc lắm. So với cái hai cái này so sánh với nhau là cái này nhanh đặc hơn. Ừ lộn. Này hồi nãy Khánh nấu bằng đường phèn á. Đường phèn bữa đi chợ Mỏ Cày cái mua hai mấy ngàn ký. Nấu ăn cho nó mát. Nó ngọt, nó không có ngọt gắt bằng đường kia.
làm hai sửng luôn. Mới đây mà màu trắng nó muốn đặt lại vậy. Okay.